Hi, xin chào các bạn, đối trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thỏa mới nhất từ kênh của mình nha. Ui và trời nó mưa rồi nè. Rồi để mình gọi cái con Crowden ra để mà tắt mưa anh em ơi. Trời ơi, mới vô chào thôi mà trời nó đã mưa rồi nè. Để mình lấy Crowden ra cái đã. Ui, có một cái con boss đó là Biddo, nó đang chờ mình tới thách đấu thôi các bạn ơi. Đây, kêu ra đòn tắt mưa nha các bạn ơi. À, gọn trơn liền. Rồi, để mình cất nó vô lại các bạn ơi. Chúng ta vẫn tiếp tục luyện cấp cho Simon cũng như là Azil nha anh em. Wow, bên đây có một em boss Biddo. Để mình tìm coi thử nó đang ở đâu nào. Wow, dưới đây có một em Magic Cup khá là to luôn. Ủa, con Biddo. À, hình như nó ở trên rồi các bạn ơi. Thôi, để mình dùng Cheriza lên trên coi. Trời ơi, đi kiếm ở dưới mà ai dè mà ở trên vậy. Đây, Biddo đây các bạn ơi. Boss mới cấp 97 thôi. Wow, nó cho mình hẳn một viên Ray Candy luôn. Bên đây lại có thêm một shopkeeper hay là một trainer gì đó các bạn à. Ông ta chỉ là một trainer cấp 91 thôi. Đây da, cái con mèo của đội hộ tiễn này nó tính thách đấu mình đó các bạn ơi. Đây, ngón lanh canh đào. Watoto. Wow, cái con này á hồi xưa mình tìm rất là khó luôn nha các bạn ơi. Rồi, Glow Combat mới nè con. Ngẫm củ tỏi một em. Wow, ông này toàn Pokemon khởi đầu thôi nha các bạn. Ivysaur nữa nè. Rồi, nó đã ru ngủ cái con Cobalion của mình rồi. Mình sẽ chuyển qua em Pokemon khác nha. Đổi qua Heatran vậy các bạn ơi. Đó, Heatran có chiêu hệ lửa mà. Có chiêu Magma Storm đó. Ui, con này nó có thể hút máu nó được. À, nhưng mà nó chết queo luôn rồi kìa. Này thì hút máu tôi nè. Watoto. Vì nó trái hệ nên là Heatran của mình á đánh nó không có xi nhê các bạn à. Ui. Ôi cái em Watoto này nó lại còn hút máu của mình nữa. Chắc mình sẽ chuyển qua em Pokemon khác quá. Qua Simin vậy. Simin có chiêu hệ lá đó các bạn. Đó, chúng ta có thể dùng chiêu đó để mà kết liễu luôn cái em Watoto này nha. Đây, Magical Leap nè. Còn trơn luôn. Ui, và bây giờ nó đã không thể hút máu được từ Simin rồi. Wow, có luôn cả cái con Rat Ticket nè. Tiếp tục mình sẽ xài Energy Ball nha các bạn ơi. Ồ, nhìn cái hiệu ứng chiêu nó rất là đẹp luôn ha. Làm lại một phát Energy Ball nữa nè các bạn ơi. Đó, ây da, mày nè. Wow, nó bằng cái cục gì tới đó các bạn. Chúng ta học được Whiskit nhưng mà mình sẽ không có học cái chiêu đó luôn đâu. Rồi để mình run cái đã. Cái mèo này. Thôi dứt nó luôn các bạn ơi. Win ắt chắc nó luôn nè. Tính chạy mà con này nó không tha cho mình. Được cái Amulet Con nè. Cũng khá là ngon lành đó. Và ngoài sau đây, đó chính là một cái căn nhà mà Subo đã xây nha các bạn ơi. Đó, hôm nay thì Subo không có trong máu của chúng ta rồi. Xây nhà mệt quá nó ngủ mất tiêu rồi anh em à. Đây nè, đó. Xây khi mà lớp offline đó. Trời ơi, không biết cái kiến trúc đó nó kiếm ở đâu đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi filler một tí đi. Trước tiên thì mình sẽ chỉnh cái Dynamic Force này lên đi. Đó, để mà cảm giác nhìn cho nó đã hơn một xíu các bạn ơi. Wow, chạy nó có vẻ xịn sò hơn một xíu rồi đó. Chúng ta sẽ cùng thử cái Dynamic Force này một tí nha. Ở đây thì em Copalion của mình có thể cho nó ăn kẹo được rồi nè. Cho nó lên 2 cấp luôn các bạn ơi. Ui mà để cái góc nhìn đó mình không có biết nó có to lên không nữa. Cho nó ăn thử một viên nữa nha các bạn ơi. Ôi mình thấy nó cũng vậy thôi. Không có to lên tí nào đâu. Ôi sao kỳ vậy ta. Lâu lâu nó lại to lâu lâu lại không. Rồi hiện tại thì còn mấy phút nữa thôi. Mình sẽ tiến hành chờ Dynasty dưới đây nha các bạn ơi. Hy vọng là em nó sẽ xuất hiện. Cạnh cạnh mình nó có một cái con boss đó chính là Lyrin nữa. Rồi để coi lần này thì em nào sẽ xuất hiện nha các bạn ơi. Hy vọng là Dynasty. Mình đã chờ nó rất là lâu luôn rồi đó. 20 mấy phút luôn đó các bạn ơi. Kinh khủng. Ui. Và không phải Dynasty rồi các bạn ơi. Em này là Registeel. Và cái con này thì mình đã có rồi nè. Trời ơi, chắc mình sẽ tiến hành tắt cái thông báo boss đi đã. Đi qua kiếm cái em Registeel này mới được. Mình có thả mấy con Myrip đi. Mình không biết nó có mọc lông lại không các bạn ơi. Ai mà biết có comment cho mình nha các bạn ơi. Trời ơi, mình lỡ cắt lông của nó rồi. Giờ nó thành Marip trụi lưỡi rồi đó. Rồi game Registeel nó ở bên này nè. Sẵn tiện thì mình sẽ đào qua bên này luôn.
Nó ở dưới thì phải. Đúng rồi, nó ở dưới các bạn ơi, không phải ở trên đâu. Đây, nó cách mình đâu đó 9 block nè. Nó vẫn còn ở dưới chân mình nữa. Đây. Wow, 4 block nữa thôi. Rồi, đúng chỗ của nó rồi nè. Đây là em Regis Steel nha. Em này thì mình đã thu phục trong những cái tập trước rồi nè. Để bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái em Regis Steel của mình ra kiểm tra thử cái kích thước của nó có bằng cái con này không cái đã. Nếu mà nó nhỏ hơn thì mình sẽ thu phục cái con này luôn nha các bạn ơi. Đây, Regis Steel nè. Ôi, chúng ta không có thể biết kích thước của nó khi mà bấm vào Pokédex được hả? Cũng được thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy Regis Steel ra thử nha các bạn ơi. Em Regis Steel của tôi đâu rồi? Search nó liền các bạn. Đây, em nó đây nè. Rồi, tiến hành so sánh thử coi. Ui, hai con y chang luôn. Hình như cái con của mình nó lại bự hơn luôn thì phải. Ồ, con của mình kích thước huge lần mà. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ dứt cái con Regis Steel này luôn nha. Mình sẽ lấy luôn mấy Pokemon còn lại ra đi. Hai con nữa đó chính là con Azil cũng như là Shaymin nha các bạn. Đây, Shaymin nè. Shaymin nó vẫn chưa được chuyển form Sky. Tại vì nó rất là hiếm để xuất hiện. Rồi, xong em Regis Steel này rồi. Và nó cho mình rất là nhiều sắc luôn. Cả Iron Ball nữa chứ. Wow, rất là nhiều cái loại vật phẩm luôn các bạn ơi. Rồi, ngon lành rồi đó. Đi dạo chơi bên nhà thôi các bạn ơi. Sẵn tiện chỗ này có mấy cây lúa luôn nè. Mình sẽ tiến hành thu hoạch và cho Magrip ăn thử luôn nha. Mình được cái thành tựu gì kìa. City Play. Ôi, những cái thành tựu sinh tồn. Sẵn tiện mình sẽ thử cho Magrip ăn nè các bạn ơi. Đây là em Magrip thường. Thử cho nó ăn nó có mọc lông lên không. Mình lỡ chơi dại cắt lông với Magrip rồi. Bây giờ nó trụi lũi rồi các bạn ơi. Nhìn nó nè, chán luôn. Trời ơi, xong tôi luôn á. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành lên đường filler tiếp thôi anh em ạ. Trời, nó tối vãi chưởng hả. Trên đây có gì không? Một ông NPC nữa hả? Ui, ông này cấp 83 nè. Dứt luôn các bạn ơi, ngon lành. Nói chung các bạn nhớ luyện cấp cho bố anh bằng cách đánh trainer thật là nhiều vô nha. Ôi, còn ông nào nữa không ta? Ôi, dưới đây có một ông gì đó các bạn ơi. Nhìn ông lại quá à. Đây là shopkeeper. Ôi, ông bán Shinton. Sẵn tiện thì mình sẽ mua luôn tầm 20 cục Shinton nha các bạn ơi. Đó, tiền mình có rất là nhiều luôn rồi nè. Tiền này có được khi mà đánh NPC đó các bạn ạ. 20 cục. Rồi, ngon lành rồi. Như đây là quá đủ rồi các bạn à. Quá xịn xò luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục phiêu lô nữa coi. Trời, nó cũng đã rất là tối luôn rồi nè. Hiện tại mình đang ở tại cái vùng Root Forest nha các bạn ơi. Đây là những cái cây rất là rậm rạp luôn đó. Có một con boss nè. Trainwheel. Rồi, chơi nó luôn các bạn ơi. Chỗ này mình chưa đi qua nên nó hơi bị giật lắc một xíu. Anh em thông cảm nha. Trainwheel với tôi nè. Ơi, cấu của nó hết nửa cây máu luôn rồi. Làm một phát low combat nữa là nó chết queo luôn các bạn ơi. Ngon lành chưa? Mém tí nữa là rớt xuống dưới luôn rồi. Chắc mình sẽ dùng Charizard bay cho nó lẹ đi. Trời ơi, đi bộ nó khổ vãi chưởng luôn á. Bay vòng vòng cái Dream Hill này coi thử coi. Có cái ông Murilaner nào ở đây không nha các bạn? Nãy giờ mình cố kiếm ổng nhưng mà chả thấy đâu cả. Ôi, ổng hiếm vãi chưởng luôn đó. Ui, không thấy ổng rồi anh em ơi. Chỗ này nó cao thiệt sự à. Cao 130 mấy ô luôn nè. Ngon lành canh đào. Xuống đây đi bộ thử anh em ơi. Lại tiếp tục bay nữa nè. Đi một xíu cho nó đỡ lắc thôi. Chúng ta lại bay tiếp nè. Khu này thì mình chưa mở ra. Đó, nên nó sẽ lót hơi giật giật một xíu. Ui, đây nè. Có một em boss nữa các bạn ơi. Đây là Steelix. Wow, siêu đẹp luôn các bạn. Cái con Spinda này. Đi chỗ khác coi. Wow, đây là Steelix Shiny Mega nha các bạn. Nó màu vàng nè. Đẹp cực kỳ luôn. Mình sẽ dùng Cobalion để mà dứt nó luôn nha các bạn ơi. Wow, nhìn nó đẹp vãi chưởng ạ.
cấu của nó gần được ngửa cây máu rồi nè. Rất là ngon luôn. Glow comeback một phát nữa các bạn ơi. May quá nó đánh cái con Cobalion của mình không có đau cho lắm. Làm một phát nữa là nó sẽ ngụm cứu tỏi. Ui nó chưa ngụm luôn. Công nhận trâu thiệt sự. Rồi phát này nữa thì mày chạy đi đâu hả? Và nó sẽ cho mình ôi một viên Rare Candy. Nói chung là cũng được các bạn ơi. Có cái play là mình có rồi thôi. Ui lâu lắm rồi mới thấy được mấy em Steelix Shiny đó các bạn à. Mega nữa chứ. Rất là đã luôn. Qua đây còn ông Murilaner này nữa không ta? Mau chóng xuất hiện luôn đi. Tôi tìm nãy giờ mệt quá. Root Forest nè anh em ơi. Hiện tại mình đang cố tới cái chỗ này nè. Đó. Đây là cái nơi nó có một cái hồ nước nha các bạn. Và nó sẽ có khả năng xuất hiện UC đến 80% luôn đó. Ồ, nhìn đã chưa đã chưa. Mình không có hy vọng mấy con Sernix nó sẽ xuất hiện một lần nữa nha. Hôm giờ nó xuất hiện quá nhiều rồi đó. Quá trời UC thôi mà Sernix nó xuất hiện hai lần rồi. Xuống dưới đây chờ luôn anh em ơi. Đây, chắc tạm thời mình sẽ đứng. Không, chỗ này thì không được. Chỗ bên này đi các bạn ơi. Đây, quay mặt vô cây. Và chờ UC xuất hiện thôi nha các bạn. Ây da, cái con Caterpie này mới treo máy có một xíu thôi mà nó đã không có tha cho mình luôn rồi. Mới cấp 7 thôi các bạn. Lì vãi chưởng luôn. Ui và còn 3 phút nữa thôi UC nó sẽ có cơ hội xuất hiện nha. Hy vọng lần này em nó sẽ chui ra. Chờ nó quá lâu rồi đó các bạn ạ. Ui đợt 1 là UC đã không xuất hiện rồi. Bây giờ mình đang chờ tới cái đợt 2 các bạn ơi. Nãy giờ mình chờ hết 17 phút rồi đó. Ui lâu vãi chưởng hả. Hy vọng lần này em nó sẽ xuất hiện nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Và đây chính là UC nha các bạn ơi. Ui, nó đã xuất hiện tại cái vùng Root Forest. Vào thời gian là buổi trưa. Và gần những cái hồ nước nha các bạn. Đó, tại vì nó là cái Pokemon nằm trong bộ ba thần hồ mà. Đó, mình sẽ lấy Scissor ra nè. Cũng như là lấy cái con Venusaur ra nha các bạn. Venusaur của mình á, nó có chiêu Sleep Powder. Dùng để thu phục Pokemon rất là đã luôn đó. Pikachu với tôi hả? Ngẫm cửa tỏi luôn. Rồi qua bên đây và tiến hành thu phục UC thôi các bạn ơi. Đâu rồi UC của tôi đâu rồi? Đây các bạn ơi nó ở dưới nước nè. Ui hình như nó hơi bị nhỏ thì phải. Wow quả đầu tiên sẽ là Whitbon nha các bạn ơi. Em UC này thì cũng như hai em Azil và Metric thôi. Đó nó đều ở cấp 50 cả. Và Whitbon không thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành Phone Sweep nha. Wow, Phone Sweep một phát ra còn một máu luôn. Giờ sẽ chuyển qua Venusaur và mình dùng Sleep Powder nha các bạn ơi. Ui, trời ơi. Chưa kịp làm gì cả, Venusaur của mình chết queo luôn. Bây giờ mình sẽ dùng quả Dive Bomb nha. Tại vì á, UC nó đang ở dưới nước. Đó. Khi mà nó tiếp xúc với bề mặt nước á, các bạn có thể dùng Dive Bomb được hết nha các bạn. Thêm một quả thứ hai coi. Quả đầu tiên đã không thành rồi các bạn ơi. Ui quả thứ hai nó vẫn chưa được luôn các bạn à. Mình sẽ cho thêm quả Dive Bomb thứ ba luôn nha các bạn. Đó. Hy vọng lần này sẽ thành công nha. Ui và không được rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua Summer Ball vậy. Summer Ball thì mình nghĩ là bắt sẽ nhanh hơn đó. Mình không muốn khi mà thu phục UC mình phải dùng cái Master Ball đó các bạn ơi. Nó hơi uổng lắm. Rồi tiếp tục một quả Tamagotchi nữa đi. Quả này các bạn cứ ăn thật là nhiều lên. Đó. Đâu đó trên 11 lần thì nó sẽ cộng lên rất là cao luôn đó các bạn ơi. Tiếp tục là Tamagotchi nha. Và ui chưa được à. Mình thấy nó lắc hơi lâu. Nhưng mà không được các bạn ơi. Có vài bạn comment bảo là nó lắc tầm 4 lần là được rồi. Đó, mình cũng hy vọng là vậy. Cái này chưa được một lần nữa nó đã bung cái bon nó chạy luôn rồi. Ui trời nó mưa nữa các bạn ơi. Hiện tại thì UC này nó đang tiến hành ru ngủ em Caesar của mình đó. Tiếp tục là Tamagotchi nữa các bạn ơi. À có em boss hút hút ở ngoài kia luôn kìa. Nó tới nó hóng mình nữa chứ. Tôi thu phục huyền thoại mà boss nó cũng tới hóng cho được à. Rồi tiếp tục là Tamagotchi nè. Uầy, wow, bắt khó thiệt sự các bạn ơi. Nãy giờ mình dùng khá là nhiều Tamagotchi rồi đó. Chắc lần này mình sẽ chuyển qua Dive Bomb vậy. Nói chung, xen qua xen lại giữa hai cái loại bóng này thôi.
UC đang ở dưới nước mà. Ui, lắc khá là nhiều lần nhưng mà chưa được nha các bạn. Vẫn tiếp tục là dive bomb các bạn ơi, đừng bỏ cuộc. Đó, dive bomb phát nào. Ui, chưa được luôn nè. Khó vãi. Là một phát nữa anh em ơi. Không ngán nó đâu. Dive bomb. Và yes. Cuối cùng thì mình cũng đã đủ bộ ba ao hồ rồi nhé các bạn ơi. Đó, mình đã thu phục được UC, em Pokemon của tri thức rồi đó. Chính xác là của tri thức nha các bạn. Bây giờ thì xử cái em hút hút này thôi. Trời ơi, thu phục huyền thoại mà cũng tới hóng ké cho được à. Ngụm củ tỏi luôn, ngon lành liền. Hay da, để mình lấy em UC ra. À lột, lấy Groudon ra trước chứ ha, để tắt mưa cái đã. Đâu rồi, Groudon của tôi. Đây, lấy nó ra để tắt mưa các bạn ơi. Sẵn tiện thì lấy luôn em. À, sẵn tiện tắt mưa trước đi. Groudon tắt mưa cái coi các bạn. Ui, nó không thể nhìn bầu trời hả? Mình tưởng chỗ này là nó trống rồi mà. Chắc mình sẽ ra cái chỗ xa xa hơn coi. Ây da, Groudon của mình nó đã bị teleport về đây rồi. Bây giờ chỗ này là bao trống rồi đó. Và trời nó đang dần tắt mưa rồi nha các bạn ơi. Ồ, nó đã trong lành trở lại rồi đó. Quá xịn sò luôn. Giờ thì lấy em UC ra nào. Trời ơi, đã thiệt sự luôn. Cuối cùng cũng đã được bộ ba ao hồ rồi. Hên vãi chưởng ạ. Đây, UC của mình đấy các bạn ơi. Ôi, nhìn nó cũng khá là được đó nhờ. Nhưng mà hình như kích thước nó sẽ nhỏ hơn Metric thì phải. Đây, UC và Azil. Bộ cái hiệu cái rồi mình sẽ đi về nhà nha các bạn ơi. Nãy giờ ở đây quá lâu rồi đó. Không ở đây nữa đâu. Mình sẽ đi về nhà coi. Coi thử mấy cái chuông nó đã rung chưa đã. Ôi em này xuất hiện vào buổi trưa. Nhưng mà mình bắt tới tận khuya nó mới được luôn đó các bạn ơi. Bắt khó vãi chưởng ạ. Trời nó đã sắp sáng rồi nè. Nhưng mà những cái chuông của Ho-Oh nó vẫn chưa rung. Chính xác là chỉ có một cái thôi, một cái Clefable thôi nè. Khổ vãi chưởng ạ. Thôi nó không rung thôi, mình sẽ đi phiêu lưu khám phá tiếp anh em ơi. À, cái gì đây? Cái gì mà thách đấu tôi đây? Mấy cái em này nó sung lắm các bạn ơi. Thôi, chắc những cái chuông này mình sẽ nhường cho kỳ sao vậy? Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng lạnh giá đi các bạn ơi. Đây, kiếm cái vùng Iceland đi. Iceland Spy nè. Đó. Cái vùng đá này, đá băng. Trời ơi. Mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào đó hợp lý để mà đào đi xuống đi. Ồ, có một em boss nè, Skiddoo. Đây là em dê thì phải. Nhìn đã vãi chưởng ha các bạn. Dê tuần lộc thì mình cũng không rõ nữa. Nhìn nó là ná con dê. Mày này con Skiddoo với tôi hả? Rồi. Ô, cái hiêu cái nè. Để mình coi map cái đã. Chỗ này đào xuống thì nó hơi bị kỳ thì phải. Chắc mình sẽ bay lên trên một xíu đi các bạn ơi. Đó, kiếm cái vùng Iceland nè. Để mà đào sâu xuống. Tập hôm nay sẵn tiện mình sẽ cố đi tìm luôn cái em Regis Eye nha các bạn. Nó sẽ xuất hiện tại cái vùng băng giá đó các bạn ơi. Regis Eye. Nó sẽ xuất hiện vào vùng băng giá vào ban ngày nha các bạn. Xúc nó luôn nè. Mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó hợp lý như chỗ này đi. Và chúng ta sẽ phải đào sâu xuống nha. Thì cái em đó nó mới chịu xuất hiện lần đó. Đây, xuống đây anh em ơi. Ở đây mới có 50 mấy ô thôi. Đây, chest spawn một phát các bạn ơi. Ui, còn 2 phút nữa. Và hiện tại á, thì nó sẽ không có em nào cả. Nhưng mà sau khi các bạn phải xuống dưới cái tầng 40 thì sẽ có Regis Eye xuất hiện nha. Đó. Trên tầng 40 thì không có em nào cả nha các bạn ơi. Ui, có em boss Rock Granola nè. Chúng ta sẽ tắt thông báo nó đi. Mình đâu có còn em đó đâu. Rồi. Đây là thời điểm tìm mấy em Golem anh em ơi. Đó. Những vị thần khổng lồ. Ây da, mình bị cái code lock nè các bạn ơi. Chúng ta phải cố fix cái này mới được. Đây nè, chỗ này nè. Đó. Các bạn thấy mình đặt cái cục Cobblestone đó mà nó thành cái stone bình thường đúng không? Đó là chúng ta đào quá nhanh đó, nó đã tạo thành một cái block tàng hình đó các bạn ơi.
Ui, để mình coi. Đó, chỉnh cái bản đồ về cái chế độ hang động, nhìn cho nó dễ nè. Ui, chúng ta đang ở ở trên thì phải. À, sẵn tiện thì mình sẽ đào ra cái hướng này luôn. Hình như nó có một cái hang phía trước mặt mình nè. Đây, đào tiếp thôi anh em ơi. Hy vọng không gặp Godlock nữa. À, vẫn gặp nè. Mình đang ở tầng 30 nha anh em ơi. Đó, tầng này là được rồi. Đây là tầng cũng dưới 40 mà. Rồi chúng ta sẽ đào ra cái hang này coi. Ôi, thử có dính nó không đã. Đây, đào ra được cái hang rồi nè. Ui, và đây rồi các bạn ơi, reject ai của chúng ta đây nè. Ui, ngon phải. Để mình sẽ đi kiếm nó nha. Nó ở đâu vậy ta? Hình như nó không có ở trong hang này thì phải. Nó ở trên đó các bạn ơi. À, đúng rồi nè, nó ở trên. Để mình hưởng một miếng kinh nghiệm cho cái cây cúp của mình đã. Cúp của mình nó cũng sắp hư tới rồi nè. Cúp của mình nó có mending á, nên các bạn đào ra kinh nghiệm thì nó sẽ tự động sửa chữa nha. Rất là đã luôn. Đây, Retreat Eye nè, nó chỉ cách mình có mấy block nữa thôi. Nó trên đầu mình em ơi. Đâu rồi, đâu rồi, không gặp nó quá à. Đây rồi các bạn ơi. À, chỉ với một cái hang chút xíu này thôi mà nó đã trú ẩn được rồi nè. Rất là hay luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy Scissor cũng như là Venusaur ra nha các bạn ơi. Scissor nè và Venusaur ra để mà thu phục cho nó lẹ. Đó. Trời ơi, đây là thời khắc thu phục Pokemon nữa rồi nè. Rồi, ngon lành rồi đó. Đây. Đây nè. Ui, em Regis A này chỉ mới level 40 thôi. Whipball là quả đầu tiên nha các bạn ơi. Thì á, khi ở dưới hang này các bạn có thể có rất là nhiều lựa chọn luôn. Các bạn có thể dùng được Dust Ball nè. Và với Reject Eye các bạn có thể dùng Heavy Ball cũng được nữa đó. Nhưng mình thì từ từ đã. Mình sẽ chuyển qua Venusaur và ru ngủ nó trước đi. Rồi thu phục sau nha các bạn. Sleep Powder. Đó, nó ngủ rồi kìa. Ngon chưa? Giờ thì mình sẽ bắt nó luôn bằng cái quả Dust Ball nè. Tại vì dưới hang nó rất là tối, cũng như là mặt trời ấy, nó không thể chiếu trực tiếp xuống dưới này. Tại nó có những cái lớp đá ở trên á, như là các bạn cứ dùng Dust Ball thoải mái nha. Tiếp tục Dust Ball một phát nữa các bạn ơi. Quả thứ hai rồi nè. Trời ơi, em này ngủ như vậy thì yes, chúng ta đã bắt được thêm một em Pokemon nữa rồi. Đó chính là Regieki A nha các bạn. Và mình cũng đã đạt được cái thành tựu Ice luôn rồi. Đó, thành tựu băng các bạn ơi. Mình teleport ra bên ngoài đã. Ngon quá. Ngon quá anh em ơi. Để mình lấy nó ra coi. Cất luôn cái em Scissor đâu nè. À, lấy Crouching tắt mưa trước cái đã. Cũng như là Regieki A. Cái em Pokemon mà chúng ta vừa mới thu phục nè. Grounding. Tắt mưa đi mày. Đã tắt mưa rồi các bạn ơi. Cất nó vô và lấy UC ra luôn nè. Hai em Pokemon mới. Mới được thu phục anh em ơi. Đây, UC và Reject Eye. Rất là ngon lành cành đào luôn. Rồi mình sẽ kiếm chỗ nào đó. Đây, chế chỗ dòng sông băng này được nè. Để mình coi thử cái thành tựu Ice là gì đã. Hình như thành tựu này có được khi mà bắt Reject Eye thì phải. Nó nằm ở đâu ta? À, nằm ở trên đây các bạn ơi. Bắt Reject Eye thì nó sẽ đạt được cái thành tựu này thôi. Rất là đơn giản luôn nha. Đây rồi, Reject Eye. Review em này trước các bạn ơi. Em này thì vẫn cỡi được y chang Reject Steel vậy. Ui, và hình như nó hơi bị nhỏ thì phải. Wow, các bạn nhìn cái tay của nó kìa. Nó quay quay nhìn rất là đã luôn ha. Ui, cái em này nó có được mấy chấm vậy? Để mình đếm coi. Em này có được 7 chấm anh em à. Cũng giống với Regis Steel thôi. Để mình coi thêm một vài thông tin của nó nè. Ui, cái băng trên người của Regis Eye á, nó xuất hiện từ cái kỹ băng hà rồi các bạn ơi. Và nó không có thể nóng chảy, không có thể mà chảy ra được, kể cả dùng lửa luôn đó các bạn ơi. Và con này nó có thể điều khiển được nhiệt độ và sống ở nhiệt độ âm 328 độ luôn hả? Ui, nó thể thích nghi hoặc là điều khiển được luôn các bạn ơi. Căng quá chưởng vậy. Để mình coi nè. Kích thước của nó là ui, kích thước chuẩn. Nhưng mà nó còn special attack trừ special defense các bạn à. Cũng được. Các chiêu của nó nè. Và cũng rất là ngon lành đó. Thêm một em Pokemon mới nữa nè. Trời ơi, chạy rất là đã luôn. Để mình đi ngủ đã các bạn ơi. Trời, nó tối vậy chưởng rồi. Mình không có thích trời tối đâu.
Ngủ một phát coi nè. Đó, ngon lành rồi đó. Ui, còn 20 phút nữa mới xuất hiện huyền thoại mà. Thôi, chúng ta sẽ tiến hành coi thêm qua cái em reject ai một lần nữa nè. Rồi, bây giờ thì đến UC nha các bạn. Ui, UC này sao tí hon quá vậy? Đây, em này thì hồi nãy mình thu phục nó tại cái vùng Root Forest nè. Đây là vị thần của kiến thức các bạn ơi. Của tri thức. Đó, rất là đã luôn. Con này thì cộng speed kích thước chuẩn luôn. Rất là ngon. Wow, ngon lành. Để sẵn tiện mình sẽ lấy ra luôn em Azil, em Metric cũng như là cái em Registeel ra luôn nha các bạn ơi. Trước tiên phải cất thêm mấy cái em này vô cái đã. Cất mấy cái bọn này vô hết anh em à. Lấy Metric nè, cũng như là Registeel ra nè. Đây, UC, Azil và Metric. Rồi, Registeel nữa. Hiện tại thì chúng ta đã có được hai em golem và cũng như hoàn thành xong cái bộ ba ao hồ rồi nè. Ngon lành chưa? Tri thức. Đó, ý chí và Metric là cảm xúc nha các bạn. Đó. À, Metric kích thước chuẩn, Azir kích thước rune và UC kích thước chuẩn. Rất là hay luôn. UC tượng trưng cho you là bạn đó, Metric là me là tôi và Azir là us là chúng ta đó các bạn ơi. Rất là hay luôn nha. Và ngoài ra mình cũng đã có được cái bộ đôi Golem Registeel cũng như là Reject Eye nha. Registeel thì kích thước huge rồi, kích thước lớn các bạn ơi, hàng chi nó bự vãi chưởng luôn. Và đây là Reject Eye nè, các bạn nghe tiếng nó kêu không? Kêu rất là đã luôn nha. Registeel và Reject Eye đều có cả thảy là 7 chấm. Rất là xịn luôn. Thì chắc video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Thank you.